trận đấu một tay trên hình là siêu huynh của Thịnh Ken, anh Thiện Nha Trang nha các bạn. Đang một tay, đang đi cơ 8. Nãy quýnh cái 32 luôn, quýnh cái 32 mà mình quýnh ghê, mình chưa kịp ghi hình lại. Rồi cơ 9 nha các bạn. Mình đang, anh Lan Thiện đang giọt là chuẩn bị đi thi Paragame. Mười một điểm các bạn ơi. 12. Vừa rồi là kêu gọi là chiêu trong giang hồ tôi là xâm cá hả Cường Vlog. 13 điểm. Trời ơi, một cú mổ mà công. 14 điểm cho anh Thiện. Camera Thịnh Ken. Mười lăm điểm. Nạn nhân Lý Tư Long núp luôn. 16 rồi ơi, bị rồi, Kare bị sai rồi. Rồi trái này 16 điểm rồi, anh Thiện sẽ xử lý sau đây. Mười sáu điểm. Rồi bảng điểm đây. Trời ơi, nãy cơ 4 đi cái lên 36 luôn các bạn. Chấp một tay. Quýnh đi từ đâu quay mặt ông đâu ông lo. Hay quá Lý Tư Long ơi, quýnh một cái gom ba bi chùm rụng luôn cha. Giờ tí anh Thiện quýnh cái 37 đủ luôn mới giữ nè. Lý Long quýnh bi nhìn thoáng à, quýnh vậy sao ta bắt lỗi được. Quýnh cho bi chạy, bi nào bi nấy khoảng cách cả mét. Quý Tư Long quýnh là 711. Đó, thấy chưa? Bi nào bi là cả mét vậy. 711 quá, quýnh cát quen. 711. Đẹp. Thôi. Đây là Cường Vlog đang chỉnh nhạc nha anh em. Một điểm cho anh Thiện. Cường Vlog này chưa có kèo với Thịnh Ken rồi, đang suy nghĩ kèo các bạn ơi. Hai, ồ, trái bi đó không cu lê ta. Ồ, thì ra cách quýnh một tay là như vậy. Bi đó gặp mình cu lê. À, quýnh cho nó gần gần nhau. Ba điểm cho anh Thiện. Rồi, làm sao đây? Một trái bi này rất là căng rồi các bạn ơi. Quay vô một cú. Một cú mổ bàn đen. Trời ơi, thiếu lực. Mổ trúng cú đó là Lý Tiểu Long đi luôn. Quá ghê. Quá ghê. Trời ơi, thiếu cà phê rồi, sáng uống đầy đủ rồi ta. Rồi. Đẹp
Long, chạy dạy em biết Tiểu Long. Tiểu Long vô kéo không nổi. Tiểu Long là dùng tay băng mà. Nghe có hình này quýnh tay băng không à. Gà quýnh băng ghê chứ. Ghê lắm. Mấy đội bị chóng quýnh luôn Tiểu Long ơi. Rồi, các bạn vẫn đang coi trận đấu clip một tay. Anh Thiện áo đen chấp một tay. Camera Thịnh Ken. Lâu quay các bạn coi những cái trận đấu huyền thoại này. Tí Cường Vlog làm với anh Thiện cái một tay kìa. Quýnh lăn mặt xe đó. Ây! Chưa. Ây! Bỏ. Một tay khó quýnh lắm các bạn ơi. Rồi sao đây? Bi này quýnh sao đây? Cầm cái tay kìa. Cầm tay xỉa. Chị đáng. 67, còn 33 điểm. Có khi nào đi câu 33 không? Té đi. Rồi, quay về. Rồi xong. Cho tôi Cường Vlog, mọi người quýnh tay luôn Cường Vlog ơi. Đó, các bạn đang coi cú một tay vào gà của anh Thiện. Ồ, hay ta. Rồi, sang năm cho anh Thiện đi thi Para Game nha anh em. Bốn điểm cho anh Thiện. Trời ơi, quýnh ra mắt kiến luôn. 5 điểm với các bạn. 6 7. Kèo này chơi cổ bộ ngộ ngộ ha Liếu Long. Cú một băng. Ồ, hai băng hay quá. 8 điểm rồi nha các bạn. 9 10 điểm. Quá dữ. Rồi, một thái bi hơi khó chịu. Khúc Thiện quýnh 6 băng về luôn. Rồi. Chị đáng. 10 điểm, hay quá. 77, trời ơi, hay quá. Hậu cầm. Không, cầm anh cái hậu. Cầm anh ơi, bố ơi. Điểm này là an toàn quá rồi. Cầm đây. Đừng dịnh với nó. Rồi, vậy đây. Rồi, ok. Cầm mỗi tay quá. Đá lại cái nè. Trời ơi, Lý Long thì đẹp quá các bạn ơi. Mỗi tay chứ. Quay phim mỗi tay sống mỗi mày. Rồi, coi trái bi này anh Thiện quýnh sao đây anh em. Cầm cái tay thấy nóng rồi kìa. Trời. Một cú xông cá ba băng. Thôi hết nói rồi các bạn ơi. Bi nãy mà anh Thiện cúp bê một tài được, tôi cũng biết nói gì luôn rồi. Rồi ba băng con à, ba băng tu du. Điểm. Trái cúp trái cúp bề nãy hay ghê. Bảy mươi chín điểm rồi nha anh em. Thịnh quay cái tỷ số các bạn coi. 79, 36. Anh Thiện còn 21. C-
Cường tháng này tôi cháu ông trái đỏ quýnh chơi Cường. Đá ông hả? Ừ. Trời. Hên rồi. Cháu ông trái trái đỏ chơi vui chứ gì đâu mà. Hay quá Liên Long ơi. Dạo này cũng băng ghê ta. Từ lúc chuyển qua ba băng Liên Long cũng hay quá. Tính ra Lý Tiểu Long quýnh lép y như quýnh băng vậy, khác gì đâu. Quýnh tàn hai ba băng không. Mẹo lửa, trời ơi, sao vậy? Có liếm nha. Tiêu luôn, hết điểm yếu rồi, về gì cũng trúng luôn rồi. Dư thải dư. Cái lý cơ này đi cơ 32 là cua, có lý nào? Cua là do đi cơ 32 đó. Chẳng lẽ đi cơ 32 là cua? Kéo áp phê nghịch của Lý Tư Long. Hay quá, Lý Tư Long ơi. Thiếu giày rồi. Không giống ai. Lý Tư Long thấy mấy nhà này là sườn rồi, xa bị trưởng rồi. Một pha điều viên không giống ai. Con là của Lý Long nữa chứ. Ôi, trời. Thôi xem. Trong video mới lạnh là sao đổ mồ hôi người ta. Chắc Lý Long uống quá ngọt rồi. Hay quá Lý Long ơi. Ngon, chỗ về vẫn đẹp. Chích đạn. Lý Long rồi. Cường Vlog đang múa rồi các bạn. Đang múa tí cũng đưa vô. Tí mình cũng đưa vô gọi bây giờ. Đưa vô rồi. Muốn làm rồi. Làm gì vậy? Trời ơi. Nhiều rồi, Lý Long nhiều rồi. 14 rồi. Lý Tiểu Long đang vượt lên chính mình. Đang tổ chức tấn công nha các bạn. Mà bà bằng thiếu. Lý Hảo. Lý Tiểu Long đang vượt lên chính mình. Trời ơi, con bi sao mà kéo đây. Kéo được không? Đó, bi này con băng sao con thiện kéo một tay được nha các bạn. Rồi, được các bạn ơi. Quýnh cái tay, quýnh một tay nhìn mắc cười á. Thế giới nó còn tổ chức thi đấu thế giới món này chưa ta? Món một tay này chưa ta? Para game hình như cũng chưa có luôn không hả? Trời ơi, con thiện kéo kìa. Trời ơi quá ghê các bạn ơi. Trời ơi một tay bỗng quýnh băng kìa. Tôi là bó tay đó, Thịnh Ken là bó tay mấy cái pha này đó. 5 điểm. Anh Thiện còn 21. Trời hay quá các bạn ơi. 7 điểm rồi. Rồi trái bi này một băng quýnh sau đây. Đó. 8 điểm. Đi cơ 7 8 đồ dễ quá. 3 băng. Trời 8 điểm. Đè cho đó về luôn. Thôi, 8 điểm là 87. 87 còn 13.
rồi liên thông vô đầu chạy đạn rồi sao đây? Giải cứu ba băng huyền thoại. Rồi, cứu ba băng đây các bạn. Ba băng huyền thoại. Hay quá. Cầm tay chô được hay ta? Hai điểm, anh thấy còn 10 bụng sơn luôn hả ta? Quay vô bị cù lê anh sơn luôn. Ồ, hay quá. Dư mộng. Rồi, còn 10. Nè, Cường Vlog bình luận đi Cường Vlog. À. Gì? Muốn cái 50 hả? Lý Lâm muốn cái 50 hả? Bớt thù đi. Không kẹp vô bình luận thôi. Quăng xuống, quăng xuống. Má để mày mẹ đi. Chúng ta cái gì tại đâu mẹ? Có đang quay phim. Cái phim đăng lên. Quăng lên, quăng lên, quăng lên. Quăng lên, rồi cầm mới cầm giống cái tay tôi à. Cầm ấy, cầm ấy. Đó, rồi. Đó, rồi. Nếu quay phim mỗi tay lắm cha. Đó. Rồi. 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 Rồi, anh thấy con mười. Hay quá, quýnh một tài, quýnh cơ 7, 8, 9, 10 cũng dễ quá. Lý Tư Long xè, xè hả Lý Tư Long? Xè, xè hả xè? Lý Tư Long. Xè hả xè? Ai theo Lý Tư Long là cầm sẵn vé trên tay. Thì anh Thiện có đi cơ 10 đủ tiền không? Kêu quẻ tính tiền ra bill rồi chứ còn gì nữa mà nội Lý Long. Ồ, da khó quá rồi. Da kêu quẻ tính trời ơi, quýt gì dễ dữ vậy trời. Ngó 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 trời. Quẻ, quẻ. Biết cái nhiệm vụ của em chưa? Lẹ tính tiền ra chưa? Trời, má kéo hay quá. Má kéo hay quá. Kéo hay thiệt. Ừ. Quýnh một tay mà chấp tôi cái kéo là chơi được rồi. Chứ tỏ tay ăn đúng đó. Nãy em có được đó là Loki nha. Hay quá các bạn ơi. 4 điểm. Còn 6. Ý nhất dùm chỉ. Tôi coi mấy cú đó tôi bắt cười. Nằm tay cũng cứng lắm rồi. Một tay anh thấy quên 6 để một bài còn 4. Cường Vlog phát biểu ý kiến rồi Cường Vlog. Chia tay sớm bớt sao bảy điểm. Ồ, một tay. Một tay xong mắt xê. Thôi quýnh băng được. Thôi quýnh băng. Băng đi. Mắt xê luôn đi. Cho Lý Tử Long một cái ba băng gọi là huyền thoại luôn. Rồi, một cú ba băng huyền thoại. Có vậy. Em đã cho Lý Tử Long một cái ba băng gọi là huyền thoại luôn. Trời ơi, dở cái chân lên cũng không được luôn. Em một tay đi. Bao nhiêu điểm ta? 7, 7, còn 3. Còn 2. Còn 2 cũng khó hơn là xong. Trời ơi, bây giờ mà còn khó dễ chứ bây giờ đây. A bằng được, A bằng được.
Ngộn quá, còn 2. Vẫn còn cơ hội cho Lý Vũ Lâm. Vẫn chưa đủ tiền. 98, còn 2. Quá hay Lý Vũ Lâm. Xong vô tôi chấp ông trái đỏ quýnh chơi cường. Dạ. Chấp ông trái đỏ đó. Má hồng không? Đúng rồi. Lẹ đi. Làm cái live stream tặng anh em. Mà phải có gì con gà hay là gì. Ừ chứ sao. Quýnh gì. Trời ơi. Một bay là quýnh video 3 băng huyền thoại là tặng trái 3 băng nè. Huyền thoại nè. 3 băng huyền thoại nè. À hết hụt. Rồi xong. Còn đuôi, còn đuôi. Còn là khó nữa hả? Rồi, còn một điểm. Trời ơi, hay quá các bạn ơi. Tỷ số đang là 152. Trời ơi, nãy anh Thiện quýnh cái 32 hay quá. Đã chưa kịp quay. Rồi, làm lại, làm lại.